Các bạn ơi, hôm nay mình cùng tô bức tranh này nhé. Đầu tiên mình sẽ tô chú mèo này màu hồng. Sau đó mình sẽ tô quả táo lên màu đỏ. Sau đó qua sau mình sẽ tô màu xanh. Lá mình cũng tô màu xanh. Cánh chân mình sẽ tô màu nâu. Và cả đuôi mèo. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.